Sách Thi Thiên, chương 82. Đức Chúa Trời là đấng phán xét công minh. Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng của Chúa, Ngài phán xét giữa các thần. Các ngươi phán xét không công minh và thiên vị kẻ ác cho đến chừng nào? Hãy bênh vực người khốn cùng và kẻ mồ côi, xét xử công minh cho người thiếu thốn và kẻ khốn cùng. Hãy cứu vớt kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, giải cứu họ khỏi tay kẻ ác. Chúng không biết, cũng không hiểu gì. Chúng bước đi trong tối tăm. Vì thế, các nền trái đất đều bị rúng động. Ta phán, các ngươi là thần, tất cả đều là con trai của đấng chí cao. Tuy nhiên, các ngươi sẽ chết như loài người và sẽ ngã xuống như mọi thủ lĩnh khác. Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau phán xét thế gian, vì muôn dân đều là cơ nghiệp của Ngài. Sách Luca, chương 3. Chức vụ của Giăng Báp-tít. Năm thứ 15 dưới triều Caesar Tiberi, khi Pontius Pilate làm tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip, em vua ấy, làm vua chư hầu xứ Iturê và Traconit, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy tế lễ thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Sa-cha-ri, trong hoang mạc, rằng đi khắp các vùng lân cận sông Giô-đan, rao giảng báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. Như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai, có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp, đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng, và cả dân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì thế, Giăng nói với đàn dân đến để ông làm báp têm rằng, hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, đừng tự nhủ, Abraham là tổ phụ chúng tôi. Vì tôi nói với các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến những viên đá này trở thành con cháu cho Abraham được. Cái rìu đã đặt kề gốc cây, cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa. Dân chúng hỏi rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông đáp, ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có thức ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu báp têm, hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng thu quá mức quy định. Binh lính cũng hỏi, còn chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, đừng hăm dọa hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về đồng lương của mình. Tất cả dân chúng đang trông đợi và tự hỏi trong lòng, phải chăng Giăng là đấng Christ? Vì vậy, Giăng trả lời với mọi người, tôi làm phép báp têm cho các người bằng nước, nhưng có một đấng uy quyền hơn tôi sẽ đến. Tôi không đáng mở qua dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Tay Ngài cầm nia để rê thật sạch sân lúa mình và thu lúa vào kho, nhưng rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Giăng cũng dùng nhiều lời khuyên bảo khác mà rao giảng tin lành cho dân chúng. Nhưng khi Herod, vua chư hầu, bị Giăng quở trách về việc lấy Herodia, vợ của em mình, và về tất cả các tội ác vua đã làm, thì vua lại phạm thêm một tội ác nữa, là bỏ tù Giăng. Đức Chúa Giê-xu chịu báp têm. Khi tất cả dân chúng đều chịu báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu báp têm. Lúc Ngài đang cầu nguyện, thì trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Lại có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ khi Ngài độ 30 tuổi.
Theo người ta tin thì Ngài là con Joseph, Joseph là con Heli, Heli con Mattat, Mattat con Levi, Levi con Menchi, Menchi con Jane, Jane con Joseph, Joseph con Matathia, Matathia con Amos, Amos con Nahum, Nahum con Esli, Esli con Nage, Nage con Maat, Maat con Matathia, Matathia con Semein, Semein con Joseph, Joseph con Joda, Joda con Joanan, Joanan con Resa, Resa con Sorobaben, Sorobaben con Salathien, Salathien con Neri, Neri con Menchi, Menchi con Adi, Adi con Kosam, Kosam con Enmadan, Enmadan con Ere, Ere con Josue, Josue con Eliezer, Eliezer con Jorim, Jorim con Mattath, Mattath con Levi, Levi con Simeon, Simeon con Juda, Juda con Joseph, Joseph con Jonan, Jonan con Eliakim, Eliakim con Melea, Melea con Mena, Mena con Mattatha, Mattatha con Nathan, Nathan con David, David con Jesse, Jesse con Obed, Obed con Bo-o, Bo-o con Shala, Shala con Na-as-son, Na-as-son con Aminadab, Aminadab con Admin, Admin con Aroni, Aroni con Ezrom, Ezrom con Phare, Phare con Juda, Juda con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Naco, Naco con Serug, Serug con Rehu, Rehu con Belet, Belet con Heber, Heber con Sala, Sala con Cainam, Cainam con Abassad, Abassad con Sem, Sem con Noe, Noe con Lemek, Lemek con Methuselah, Methuselah con Henoch, Henoch con Jared, Jared con Mahalaen, Mahalaen con Kenan, Kenan con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Sách Jeremy chương 9. Lời than thở của Jeremy. Ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lệ. Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm cho những người bị tàn sát của con gái dân tôi. Ôi, ước gì tôi có một lữ quán trong hoang mạc, để tôi rời bỏ dân tôi mà đi xa khỏi họ, vì họ đều là bọn tà dâm, là phường gian trá. Chúng uống lưỡi mình như cái cung, chúng nắm quyền trong xứ bằng sự dối trá, chứ không bằng sự chân thật. Chúng đi từ gian ác này đến gian ác nọ, nhưng không nhận biết ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Mỗi người phải thận trọng với người lân cận, cũng đừng tin tưởng một anh em nào, vì anh em sẽ lừa gạt anh em, còn người lân cận thì đi vu khống. Người nào cũng lừa gạt người lân cận, không ai nói sự thật. Chúng luyện tập lưỡi mình nói dối, miệt mài làm điều ác. Đức Giê-hô-va phán, con đang sống giữa cảnh dối trá ấy, vì dối trá mà chúng từ chối nhận biết ta. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta sẽ luyện lọc và thử nghiệm chúng, vì ta có thể làm gì khác đối với con gái dân ta? Lưỡi của chúng là mũi tên ác độc hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho người lân cận, nhưng trong lòng thì giăng bẫy hại người. Đức Giê-hô-va phán, ta không trừng phạt chúng về các tội ấy sao?
làm sao ta không báo trả một dân tộc như thế được chứ? Tôi sẽ khóc lóc thở than cho các núi, sướng lên bài ca sầu não cho các đồng cỏ trong hoang mạc, vì chúng đã bị đốt cháy, không một bóng người qua lại. Chẳng còn nghe tiếng bầy gia súc, từ chim trời cho đến thú rừng, tất cả đều trốn mất. Ta sẽ khiến Jerusalem thành đống đổ nát, thành hang chó rừng, và làm cho các thành của Juda hoang tàn, không người ở. Ai là người đủ khôn ngoan để hiểu những việc này? Miệng Đức Giê-hô-va phán với ai để họ công bố lại? Tại sao xứ sở điêu tàn, quạnh hiu như hoang mạc, không một bóng người qua lại? Đức Giê-hô-va phán, vì chúng đã bỏ luật pháp mà ta đã lập cho chúng, không vâng lời ta và không sống theo luật pháp ta, nhưng chúng sống theo tính ương ngạnh của lòng mình, đi theo các thần Ba-an mà tổ phụ chúng đã dạy. Vì thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán, này, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống nước độc. Ta sẽ làm cho chúng tan lạc giữa các dân tộc mà chúng và tổ phụ chúng chưa từng biết. Ta còn sai gươm giáo đuổi theo cho đến khi đã tận diệt chúng. Dân chúng khóc than về sự phán xét. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy xem xét và gọi các phụ nữ khóc mướn đến. Sai tìm những phụ nữ khéo than vang về, bảo chúng hãy mau cất tiếng bi ai, để mắt chúng tôi rơi lệ, mi chúng tôi đầm đìa nước mắt. Vì có tiếng khóc than vọng về từ Si-ôn rằng, chúng tôi bị tàn phá, chúng tôi tủi nhục vô cùng, vì chúng tôi đã phải lìa xứ sở, nhà cửa chúng tôi đã bị tàn phá. Hỡi các bà, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, hãy mở tai nghe lời từ miệng Ngài. Hãy dạy cho con gái mình bài ca sầu thảm, dạy cho nhau khúc hát thương đau. Vì sự chết đã leo qua cửa sổ, lẻn vào lâu đài chúng ta, giết hại trẻ con ngoài đường phố và thanh niên trên các quảng trường. Còn hãy nói, Đức Giê-hô-va phán thế này, thay người sẽ ngã xuống, như phân đổ ngoài đồng ruộng, như ré lúa sau lưng con gặt, chẳng ai lượm chúng làm gì. Đức Giê-hô-va phán, người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình, người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình, nhưng ai tự hào, hãy tự hào về sự thấu hiểu và nhận biết ta là Đức Giê-hô-va, đứng thực hiện lòng nhân ái, đức liêm khiết và công chính trên đất, vì ta ưa thích những điều ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, này, sẽ đến ngày ta trừng phạt những ai chỉ chịu cắt bì trên thân thể, tức là dân Ai Cập, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp và tất cả các dân cạo tóc hai bên Thái Dương và sống trong hoang mạc, vì tất cả các dân tộc này đều không cắt bì, còn cả nhà Israel thì không cắt bì trong lòng. Chương 10. Lời cảnh báo về tội thờ hình tượng. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán với các ngươi. Đức Giê-hô-va phán thế này, đừng học đòi lối sống của các dân, cũng đừng run sợ các điềm trên trời. Dù các dân có run sợ những điềm ấy, thì tập tục của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, thợ thủ công dùng đục tạo ra hình dạng, lấy bạc vàng trang điểm cho tượng đó, dùng búa và đinh đóng thật chặt để tượng khỏi lung lay. Các tượng thần ấy như bù nhìn trong các ruộng dưa, không biết nói, không biết đi nên phải khiêng. Đừng sợ chúng, vì chúng không thể gieo họa hay ban phước được. Lạy Đức Giê-hô-va, không ai sánh được với Ngài. Ngài thật cao cả, danh Ngài cao cả quyền uy. Lạy vua các nước, ai mà không kính sợ Ngài? Ngài đáng được tôn kính, vì giữa những người khôn ngoan trong các nước, trong khắp vương quốc của họ, không ai sánh được với Ngài. Chúng u mê khờ khạo, sự dạy dỗ từ các tượng thần
chẳng hơn gì từ khúc gỗ. Bạc giác mỏng nhập từ Taresi, vàng từ Ufa, tác phẩm của thợ chạm và đôi tay của thợ bạc. Khoác lên vải màu xanh, màu đỏ tía làm áo, tất cả đều bởi tay của người thợ khéo. Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Đất rúng động khi Ngài nổi giận, các dân không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Ngài. Hãy nói với họ rằng những thần này không dựng nên trời và đất, chúng sẽ bị tiêu diệt khỏi mặt đất và khỏi bầu trời. Chính Đức Giê-hô-va đã tạo dựng địa cầu bằng quyền năng Ngài, thiết lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, trải rộng các tầng trời bởi sự hiểu biết của Ngài. Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động. Ngài khiến hơi nước bốc lên từ tận cùng trái đất, làm cho chớp lóe lên trong mưa, thả gió ra từ các kho tàng của Ngài. Mọi người đều trở nên u mê thiếu hiểu biết, thợ bạc xấu hổ về tượng thần của mình, vì các tượng đúc chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở bên trong. Chúng thật là hư không, một thứ trò hề. Đến ngày đáng phạt, chúng sẽ bị tiêu vong. Phần sản nghiệp của Gia-cốp thì không như thế, vì Ngài là đấng đã tạo nên vạn vật, và Israel là bộ tộc của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Cuộc lưu đày sắp đến. Hỡi dân thành bị bao vây, hãy thu nhặt của cải để lìa khỏi xứ. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này: kìa, lần này ta sẽ ném dân cư của đất này đi xa. Ta sẽ làm cho chúng khốn đốn để chúng thức tỉnh. Khốn khổ cho tôi vì tôi mang thương tích, vết thương tôi trầm trọng. Nhưng tôi nghĩ, chắc đây là nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Lều của tôi bị phá hủy, các dây căng lều của tôi đều bị đứt. Con cái tôi lìa bỏ tôi, chúng không còn nữa. Không còn ai dựng lại lều, cũng chẳng còn ai căng màn cho tôi. Các người chăn bày đều ngu dại, không tìm cầu Đức Giê-hô-va. Vì vậy mà chúng tôi không được thịnh vượng, cả đàn chiên của chúng tan tác. Này, có tiếng đồn bay đến, một chấn động mạnh từ đất phương Bắc, làm cho các thành của Giu-đa ra hoang tàn, trở nên hang chó rừng. Lời cầu nguyện của Jeremy. Lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ, họ không thể điều khiển các bước chân của mình. Lạy Đức Giê-hô-va, xin sửa dạy con nhưng trong chừng mực, chứ không phải trong cơn giận, kẻo Ngài làm cho con tiêu tán. Xin Ngài giáng cơn thịnh nộ trên các nước không nhận biết Ngài, và trên các dân tộc không kêu cầu danh Ngài, vì chúng đã nuốt Gia-cốp và còn nuốt nữa. Chúng tuyệt diệt Gia-cốp, làm cho chỗ ở nó ra điêu tàn.